Chào các em, trong bài giảng hôm nay thầy hướng dẫn các em cách tìm tập xác định của hàm số logarit bằng máy tính Casio FX580. Câu số 1, tập xác định D của hàm số A bằng logarit số 2 của x bình phương trừ 2x trừ 3. Thì chúng ta quan sát 4 đáp án ABCD. Thì chúng ta thấy là đáp án C, đáp án D này là nó có dấu bàn tại trừ 1 với 3. Do đó chúng ta kiểm tra CD trước. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái hàm số nó vào máy tính là logarit số 2 này của x bình phương trừ 2x trừ 3 này. Sau đó chúng ta nhấn CLC và nhấn số trừ 1 vào, ấn bàn. Thì lúc này máy tính là ghi là lỗi phép tính. Vậy thì cái giá trị x bằng trừ 1 này chúng ta sẽ loại. Vậy chúng có nghĩa là loại gì? Loại C và loại luôn D. Ok chưa? Nó lỗi là loại rồi. Còn hai đáp án là A và B. Đúng chưa? Còn A và B. Loại được CD rồi. Còn 50-50 đó. Còn 50% thôi. Bây giờ chúng ta thử A trước này. A đi. A là khoảng là trừ 1 đến 3. Trừ 1 đến 3 thì chúng ta chọn ở đây là x bằng 2 đi. X bằng 2 nghe chưa? Đáp án A này. Đáp án A thì thầy sẽ chọn x bằng 2. Được chưa? X bằng 2 là thuộc khoảng từ trừ 1 đến 3 rồi. Rồi tôi nhắn CLC, nhắn số 2 vào. Thì máy tính là ghi lỗi phép tính. Do đó thì loại A luôn. Đúng chưa? Vậy thì loại A, loại C, loại D rồi, chắc an là đáp án B. Và câu 1 chọn B thôi. Rồi, tiếp theo câu số 2. Hàm số y bằng logarit số 5 của 4x trừ x bình. Có tập xác định là gì? Thì là A, B, C, D. Thì bây giờ chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập cái hàm số đó vào máy tính này. Logarit số 5 của x bình phương trừ 4x. 4x trừ cho x bình phương. Được chưa? Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta quan sát này. Nó có 4 đáp án ABCD. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái đáp án A này, đáp án C, đáp án D. Thì đáp án A là từ 2 đến 6, đáp án C là từ 0 đến đến cộng vô cùng, đáp án D là R. R là chạy từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng á. Vậy thầy chọn một cái số mình làm nó thuộc hết các cái khoảng này, các cái đáp án này. Thầy chọn x bằng bằng 5 đi. X bằng 5. Rồi CLC số 5. Bằng. Thì lúc này máy tính báo lỗi. Do đó thì đáp án A này là loại này, D loại này và C loại. Có nghĩa là đáp án A, đáp án C, đáp án D đều chứa số 5. Đúng không? Vậy thì chúng ta loại được là A này, C và D. Do đó chắc an là chọn gì đấy? Chọn B. Câu 2 chọn B. Câu số 3. Tập xác định của hàm số y bằng logarit cao số 3 căn bậc 2 của x bình phương cộng x trừ 12. Bước đầu tiên ta cũng nhập cái hàm số đó vào máy tính. Logarit cao số 3 này của căn bậc 2 của x bình phương này. X bình phương cộng x trừ cho 12. Được chưa? Rồi xong. Bây giờ chúng ta quan sát 4 đáp án ABCD, nó cũng tương cũng giống như gần giống như câu cái đáp án của câu 1, đúng chưa? Do đó thì chúng ta thấy là cái đáp án B này và đáp án D này nó đều có chứa số trừ 4 và 3. Do đó thầy thử hai đáp án B và D trước. Thầy CLC trừ 4 vào. Rồi máy tính báo là lỗi phép tính, đúng không? Do đó thì nó bị lỗi rồi. Phép tính bị lỗi, do đó thì chúng ta sẽ loại được thằng C và thằng D rất là nhanh chóng luôn. Đúng chưa? Loại được C, được D. Loại được B và D, loại được hai đáp án B D. Được chưa này? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra này,
Cái khoảng đáp án A là khoảng từ mấy? Trừ 4 đến 3. Đáp án A này khoảng là trừ 4. Đáp án A là khoảng trừ 4 đến 3. Thầy cho x bằng bằng 2,5 đi, x bằng 2,5. Rồi thầy nhấn CLC 2,5. Máy tính là báo là lỗi phép tính, do đó thì đáp án gì đây? Đáp án A lọa luôn. Lọa A. Và chắc ăn là gì? Đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án C. Rồi, câu 3 chọn C, câu 4. Hàm số y bằng logan 3 của x trừ x bình phương cộng 5x trừ 6 có tập xác định là đáp án nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập cái hàm số đó vào máy tính đi. Là chúng ta nhắn là logan 3 này của trừ x bình phương này cộng 5x trừ cho 6, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra như sau này. Chúng ta quan sát bốn đáp án ABCD nha. Chúng ta phải cần quan sát đáp án. Chúng ta thấy là cái đáp án B và D đó, đúng không? B và D này là đáp án B là trừ vô cùng đến 0, đáp án D là trừ vô cùng đến 2, rồi cái này là 3 đến cộng vô cùng. Thì trừ vô cùng đến 0, đáp án A với D này. Đáp án A là 0 đến cộng vô cùng, đáp án D là trừ vô cùng đến 2, thì thầy sẽ cho x bằng, chọn x bằng 2 đi. Thầy xét đáp án A và đáp án D trước này. Thầy sẽ cho x bằng 1,5. Đúng chưa? 1,5 là thuộc hai cái này rồi. Và thầy nhắn CLC 1,5 nha, 1,5. Thì lúc này là máy tính báo là lỗi phép tính. Rồi lọa luôn hai đứa luôn. Lọa gì đây? Lọa đáp án A và đáp án D. Đó là còn 50-50 thôi. Rồi còn hai đáp án là gì đây? Hai đáp án là B và C. B và C đúng chưa? Bây giờ thầy cái chỗ là đáp án B này trừ vô cùng đến 0 này, thầy chọn số trừ 2 đi. Trừ 2 trừ 1 cũng được. Rồi nhắn CLC trừ 2. Máy tính báo lỗi. Do đó thì đáp án C chúng ta lọa luôn. Nhớ đáp án B này là thầy cho x bằng trừ 2 đi. Lúc này chúng ta lọa luôn B rồi. Thì chắc chắn là gì? Chọn gì? Chọn đáp án C. Vậy câu 4 chọn C. Câu số 5. Hàm số y bằng logan 3 của căn bậc 2 x bình phương cộng x trừ 2 tất cả đem trừ cho x có tập xác định là đáp án nào? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm gì? Nhập hàm số nó vào máy tính. Logan 3 này căn bậc 2 x bình phương, x bình phương rồi cộng cho x trừ cho 2, cái này phải, rồi trừ tiếp cho x, đóng ngoặc lại. Rồi bây giờ này chúng ta quan sát có đáp án ABCD, thì đáp án A và đáp án gì đây? Đáp án C nó giống nhau cái khoảng là trừ vô cùng đến trừ 2, thấy chưa? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần test thử hai cái này. Thầy cho x bằng đáp án A này và đáp án C, cho x bằng bằng âm 2,5 đi, đúng không? Âm 2,5 thì thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 rồi. Rồi nhấn vào âm 2,5. Rồi thì âm 2,5 sao đây? Âm 2,5 thì nó không có lỗi đấy chưa? Chứng tỏ là cái khoảng này lấy rồi đó. Đúng không? Lấy rồi. Ok rồi. Bây giờ chúng ta test thử này. Cái chỗ này là cái đáp án C này là từ 2 đến cộng vô cùng. Khoảng từ 2 đến cộng vô cùng. Thầy test là 2,1. 2,1 nha. Rồi nhắn vào 2,1 thì máy tính cũng không báo lỗi, do đó thì đáp án chắc chắn ở đây chính là đáp án gì đây? Đáp án C thôi. Rồi câu 6, tập xác định D của hàm số y bằng căn bậc 2 của logarit cơ số 1/2 x trừ 1 đem cộng cho 1. Rồi bấm này, căn bậc 2 này, này phức tạp quá.
Rồi logarit cao số 1 phần 2. Rồi này là x trừ cho 1 nè. Rồi cộng cho 1 ngoài đây. Ok chưa? Rồi. Chúng ta quan sát bốn đáp án ABCD thì đáp án đơn C và D đó nó có số mấy? Có số 4. Có số từ khoảng 2 đến 4 này, đoạn 2 đây là nửa khoảng 2 đến 4. Đây là đoạn 2 đến 3. Thì ở đây chúng ta chúng ta sẽ test hai cái này trước đi. Cho x bằng mấy? X bằng bằng 2 này. X bằng 2 trước nha, x bằng 2 trước. Rồi x bằng 2. Nhấn số 2 vào. Rồi thì 2 được thế chưa? 2 được rồi, x bằng 2 được đó. X bằng 2 được thì lúc này chúng ta sẽ loại đáp án gì đây? Loại gì đây? X bằng 2 được thì chúng ta sẽ loại được thằng đâu? X bằng 2 mà. À, chỗ này ghi nhầm rồi. Chỗ này bên trong là x trừ 2 thì ghi trừ 1. Chỗ này là trừ 2 nha, trừ 2. Bấm lại, CLC, x bằng 2 nè. Máy tính là báo là lỗi phép tính. Do đó thì x bằng 2 sẽ là, thì chúng ta sẽ loại được ai đây? Loại được đáp án là D, loại D đó. Loại D rồi. Tiếp tục chúng ta cho x bằng 4 đi. X bằng 4 nha. X bằng 4. 4 được thấy chưa? Được rồi. Vậy thì khả năng câu là đáp án C đó. Đúng không? Khả năng câu là đáp án C. Bây giờ chúng ta cho thêm một cái số này. Đáp án C là khả năng đúng rồi đó. Cho thêm một số nữa. C là C, cho nó 2,2 đi, 2,2. 2,2. Rồi được luôn rồi, chắc chắn là đáp án C. Câu 6 chọn C thôi. Câu số 7. Câu 7 là tập số định của hàm số y bằng logarit cao số 3 của x cộng 3 tất cả chia 2 trừ x. Rồi chúng ta nhập cái hàm số đó vào máy tính này. Logarit cao số 3 này. Ấn dấu phần này, chỗ này là tương tự là x cộng 3 dưới mẫu là 2 trừ x. Rồi bây giờ chúng ta quan sát có đáp án ABCD. Thì đáp án là đáp án B trước đây. Đáp án B là có dấu bàn tại trừ 3 dưới 2 này. Chúng ta nhấn vào trừ 3 đi. CLC trừ 3. Máy tính bị lỗi. Đúng không? Máy tính bị lỗi. Máy tính bị lỗi có nghĩa là đáp án B sẽ loại. Đúng chưa? Loại. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Tiếp tục thì... đáp án C này, đáp án C đó, đáp án C thì đáp án C đúng không? Đáp án C thì chúng ta lấy là trừ vô cùng đến trừ 3 này, rồi hợp với 2 đến cộng vô cùng. Thì ở đây thầy cho 2,1 đi. Khoảng từ 2 đến cộng vô cùng cho 2,1, CLC 2,1 đi. Máy tính báo lỗi, do đó thì sao đây? Loại luôn C thôi. Đúng không? X bằng 2,1 này thì loại được C này. Thấy chưa? Loại được C. X bằng 2,1 loại được C. Rồi x bằng trừ 3 này. Trừ 3 là loại được gì? Loại được là B. Nó loại được hai đứa rồi. Còn lại hai đáp án A và D. Rồi. Đáp án A đó thì chúng ta CLC này trừ 3 rồi đúng không? Giờ nhắn thêm cái thằng 2 nữa. Rồi cũng lỗi luôn đúng không? Nhưng mà chưa chắc đâu. Bây giờ này, cái này là đáp án thì nó không thể nào là đáp án A được đâu, đúng không? Không thể nào A được. Bởi vì cái đây cái mẫu mình là chỉ có 2 trừ x thôi. Vậy khắc 0 thì x khắc 2 thôi, không thể nào có trừ 3 đâu. Do đó thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục này. Không thể bỏ hết cái này đâu. Đáp án A là không thể nào đâu. Kiểm tra chỗ này là chúng ta CLC trừ 3 đến 2 này, chúng ta cho nó bằng lớn trừ 3 cho nó trừ 2,9 2,9 nha, âm 2,9 thì máy tính không lỗi này. Tiếp tục chúng ta cho thêm một số nữa là gì đây, là 1,9 nhỏ hơn 2 là 1,9 đi, 99 cũng được đó. Máy tính không lỗi, chắc ăn là đáp án D rồi. Câu 7 chọn D. Câu số 8.
Tập xác định D của hàm số y bằng logarit cao số 3 của 10 trừ x, tất cả đem chia cho x bình phương trừ 7x cộng 2. Rồi trước tiên nhập hàm số đó vào máy tính này. Logarit cao số 3. Rồi tử là 10 trừ x này. Mẫu là x bình phương trừ cho 3x cộng cho 2. Rồi sau đó chúng ta quan sát các đáp án ABCD. Thì thầy thấy đáp án A và đáp án D này, A với D thấy chưa? Là đáp án A là 1 đến cộng vô cùng, đáp án D là 2 đến 10, thì thầy sẽ xét A với D trước này. Đáp án A và D thì thầy cho x bằng bằng này, 1 phẩy mấy? À, x bằng 2,1 đi, x bằng 2,1. Đúng chưa? 2,1 là hợp lý nhất luôn. 2,1. X bằng 2,1 nghe chưa? CLC 2,1 vào. Rồi máy tính không có lỗi, đúng không? Máy tính không bố lỗi. Có nghĩa là ok rồi đó, đúng không? Là được rồi đó. Rồi bây giờ này. Bây giờ chúng ta cho đơn A xin xong, xét A trước này, xét thêm A này. A cho x bằng 1,1 đi. 1 đến cộng vô cùng cho 1,1 được. Nhấn CLC 1,1. Rồi máy tính bố lỗi rồi. Cho đó thì đơn A lọa luôn. Loại được A nha, loại A rồi, mới loại được một đáp án thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè, cái đáp án B này là trừ vô cùng đến 10, còn đáp án D là 2 đến cộng vô cùng. Thầy cho cái số này chỗ này trừ trừ 1 trừ 2 đi, trừ 1 trừ 2 hả? Hay là cho chỗ này là trừ 1 trừ 2. Để loại D mình cho cái này là loại D với C cho cái gì vậy? Cho cái này đây, kiểm tra thử cái chỗ này này. C là 2 đến cộng vô cùng, D là 2 đến cộng 2 đến 10 chứ, 2 đến 10. Thầy cho nó bằng bằng 9,9 đi. Rồi nhấn nhấn thêm CLC 9,9. Rồi máy tính không lỗi rồi, không lỗi. Không lỗi nha, máy tính không bố lỗi. Vậy thì bây giờ thì kiểm tra chỗ này nó là sao? Vậy cái đó các khoảng là từ 2 đến 10 là được rồi đó. Và kiểm tra thử cái chỗ là trừ vô cùng đến 1 mà được nó là xong luôn. Trừ vô cùng đến 1 thì chỗ này thì kiểm tra là thì kiểm tra thử số trừ trừ 2 đi. Là được đúng không? Ok rồi. Kiểm tra chỗ này là trừ trừ vô cùng đến 1 thì kiểm tra là 0,99 là nhỏ hơn 1 á. 0,99. Rồi máy tính không bố lỗi, vậy là yên tâm luôn. Và đáp án D, đáp án C nha. Yeah. Và tập xác định nó là D bằng khoảng từ trừ vô cùng đến 1 hợp với khoảng là 2 đến 10. Chắc ăn là C. Câu 9. Tập xác định D của hàm số y bằng logarit cao số 4 của x trừ 1 tất cả bình phương trừ logarit cao số 1 phần 2 của 3 trừ x trừ logarit cao số 8 của 1 của x cộng 1 tất cả mũ 3. Đây nó hơi dài rồi. Logarit cao số 4 này của x trừ 1 bình phương lai trừ logarit số 1 phần 2 của 3 trừ x rồi trừ logarit số 8 hơi dài á, x cộng 1 mũ 3 lai. Rồi bây giờ chúng ta quan sát các đáp án ABCD thì chúng ta thấy là đáp án D là có trừ 1 nè. Không, đó đề có trừ 1. Chúng ta nhấn trừ 1 trước đã, CLC nhấn trừ 1 vào. Thì lỗi phép tính, do đó thì trừ 1 không có lấy, thấy không? Vậy cái này sai, lọa đi, lọa D này, lọa thằng D đi. Được chưa? Lọa được thằng D. Lọa được thằng D. À. Còn cái thằng A cũng có trừ 1 không? Đúng không? Rồi, x bằng trừ 1 này thì chúng ta lọa được ở đây. Lọa được A và D, lọa được hai đứa rồi đó, đúng chưa? Trừ vô cùng đến 3 là có trừ 1 rồi, lọa được A và D. Rồi còn hai đáp án là B và C. B và C làm sao đây? B và C thì bây giờ chúng ta thấy là trừ 1 đến 3 à, thằng B cũng có luôn đúng không? Trừ 1 đến 3 cũng lọt số 1 luôn rồi à, trừ 1 đến 3 không phải, khoan, xin lỗi, trừ 1 đến 3 không có lọt số 1. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử số 1 đi, đúng không? Số 1 mà đúng nữa là chọn C thôi. Thử số 1 nha. C là C, nhấn số 1 vào.
máy tính bị lỗi, chứng tỏ là đáp án C đúng, đúng không? Bởi vì nó bỏ đi một mà. Vậy thì đáp án đúng là đáp án C, bởi vì cái đáp án B này là nó chỉ là trừ 1 đến 3 thôi, nó không bỏ đi một. Con này có thì chọn đáp án C thôi. Câu cuối cùng là câu số 10. Tìm tập xác định của hàm số y bằng logarit k số 2 của x trừ k bậc 2 của x cộng 2. Thì chúng ta nhập cái hàm số đó vào máy tính trước rồi đó. Logarit này, k số 2 này. Rồi ở trong là x trừ cho căn bậc 2 của x cộng cho 2. Ok chưa? Rồi nhập xong rồi đó. Rồi chúng ta quan sát các đáp án ABCD. Thì chúng ta thấy là đáp án B này và đáp án C này là nó có số trừ 2. Rồi đáp án D là có số 2. Rồi chúng ta kiểm tra thằng B với D trước, B với C trước rồi đó. Rồi C là C nhấn trừ 2 vào máy tính báo lỗi, do đó thì loại thằng C và loại thằng B luôn, loại được hai đứa đó, loại được hai đứa là còn 50-50 thôi. Còn A với D, A với D chúng ta thằng D là có số 2 đúng không? Rồi nhấn C là C số 2 vào máy tính báo lỗi, rồi loại luôn thằng D đúng không? Bởi vì nó là nửa khoảng từ 2 đến cộng vô cùng mà thay số 2 vào nó lỗi, chứng tỏ là đáp án D sai rồi đó, đúng không? Nó không lỗi mới được. Vậy thì chắc ăn ở đây là đáp án gì? Đáp án A. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.